Rồi, à, có một cái chuyện này nữa. Mình à, có hứa là sẽ kể với các bạn, có mình có đăng ở trên tường của mình á, một cái đoạn video ngắn của một anh, à, hai anh chị, là họ có cái hành động là họ 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 đút nhau những cái miếng ăn. Và mình hứa mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện về ngắn gọn thôi về cái hành động đó. Tuy nhiên để cho bạn hiểu được cái hành động đó tốt á, mình kể một cách tóm tắt lại về cái câu chuyện của anh chị. Thì anh chị đó là anh tên là anh Điên Nguyễn, anh có cái website là điennguyễn.com. Thì các bạn biết chữ điennguyễn.com mà bạn viết ra mà không có dấu liên tục á, điennguyễn.com, thì nó sẽ nhìn nó có vẻ như là dễ ăn ngủ yên.com. Cái đó là cái điều mình mắc cười về cái trang web của anh, dễ ăn ngủ yên.com. Tức là Điên Nguyễn đó. Thì anh nó sống ở, anh là người người Mỹ gốc Việt, anh sống ở North Carolina, mình chưa có dịp ghé nhà anh, nhà đẹp lắm các bạn. Thì anh là một người người triệu phú, anh chị là một là một là những người triệu phú ở Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt. Anh sống ở Hoa Kỳ rất là lâu rồi và anh là một cái người rất là thành công về mặt tài chính. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn kể cho các bạn á, trong cái tình yêu các bạn sẽ thấy trong đây, nhưng mà anh á, cái điểm mà thành công của anh nó không phải chỉ là về mặt tài chính, mặc dù anh là triệu phú, nhưng mà cái đó không phải là cái phần mình muốn kể cho các bạn ở đây. Cái mình muốn cho các bạn hiểu đây á là cái cuộc sống của ảnh á, cái cuộc sống của ảnh á, cái từng ngày trôi qua đó, nó mới cái mình gọi là cái thành công của ảnh. Ảnh có một cái cuốn sách là Thiết kế cuộc đời ngoại hạng, các bạn có thể tìm lên, các bạn có thể vào Facebook gõ chữ Điên Nguyễn và các bạn tìm cái cuốn sách đó các bạn đọc. Tức là ảnh ảnh tạo ra một cái cộng đồng rất là lớn, mấy trăm ngàn người á, sức ảnh hưởng của ảnh còn lớn hơn mình nhiều lắm. Và ảnh ảnh dạy và coach những người bạn đó thiết kế cái cuộc đời của họ, thiết kế cái cuộc đời ngoại hạng đó. Nó cũng sách rất là, các bạn đi tìm đọc nha. Thì cái đặc biệt của ảnh là cái cuộc sống của ảnh là cuộc sống của một cái người thành công. Và mình có cái may mắn được quen biết anh vào khoảng cuối năm 2011. Mình nói thật mình rất là may mắn, tại vì ảnh chính là một trong số ít người mà có cái sự tác động vào mình trong cái phần tư duy và có cái ảnh hưởng của mình, các cái ảnh hưởng ảnh có cái sự ảnh hưởng với đến với mình để mình từ đó có những cái thay đổi thêm nữa trong cuộc đời. Và mình phải nói là ngạc nhiên, anh có sức ảnh hưởng rất là lớn, anh có thể làm cho cả trăm ngàn người người ta đứng dậy để thay đổi, và đó là một cái sức ảnh hưởng khủng khiếp. Bạn biết một con người mà nói là vĩ đại chứ đùa đâu, ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta, thì đó cái sự thành công của anh nằm cho đó. Và các bạn biết á, là đương nhiên là một cái người mà có cái cuộc sống tài chánh tốt đẹp là một triệu phú, đương nhiên cái việc mà anh nó, các bạn biết là khoảng cách đây khoảng hơn một năm có một cái biến cố diễn ra, anh không may bị stroke. Bị stroke có nghĩa là bị đột quỵ, không may có một cái kêu là blood clot, tức là một cái máu đông á, thì cái kiểu đột quỵ nó xảy ra là như vậy, nó bị kẹt một chỗ nào đó trên cái não chúng ta, trong một cái đường mạch mà thường là trên não, mà những cái đường mà nó lên trên trên não á, ok, nó kẹt lại và chúng ta bị stroke. Okay, máu không có đưa, nó giống như một cái nhánh cây lớn rồi đó, và máu nó kẹt lại thì những cái nhánh nhỏ nó không nhận được máu và nó làm hư những cái tế bào đó trong một thời gian rất ngắn. Và những cái người bị đột quỵ các bạn biết thường là bị di chứng, và anh không may bị đột quỵ và anh bị nặng. Thì chị Dung là vợ của anh, tức là chị Catherine á, hai người các bạn biết cái sự gắn kết của hai người, các bạn thấy ngưỡng mộ. Thì chị có viết một cái đoạn mà mình, những cái đoạn mà chị kể lại mình đọc mình cảm động các bạn. Trước mọi người rất là lo lắng, ở cái tuổi chỉ mới ngoài 60 thôi, mà cuộc đời của một con người thành công đang có sức ảnh hưởng rất là lớn, một triệu phú, các bạn biết họ đang hưởng thụ cái cuộc sống hạnh phúc mà, thì cái chuyện nó xảy ra một cái gia đình nó giống như một cái biến cố khủng khiếp. Nhưng mà sau đó mình nhìn cái khuôn mặt của ảnh mình biết là ảnh bị đột quỵ nặng các bạn, nhìn cái khuôn mặt các bạn biết ngay một phần não nào đó nó bị hư, nó sẽ ảnh hưởng tới cái khuôn mặt, các bạn nhìn các bạn biết ảnh bị nặng các bạn. Rồi sau đó đó nha, khi mà sau khi mà cứu chữa đó, thì sau đó qua cái quá trình các bạn biết là therapy, tức là trị liệu lại để mà phục hồi lại những cái phần đã bị hư trên người á. Các bạn biết khi cái não hư là tất cả những phần còn lại bị ảnh hưởng hết, những cái phần hoạt động, những cái phần não nào hư là cái phần cơ thể mà nó kiểm soát tương ứng nó sẽ hư. Và anh tập luyện thì mình có coi những cái đoạn video, những cái hình ảnh mà chỉ theo sát ảnh trong cái thời gian anh phục hồi. Và ảnh là một cái con người mà cái đoạn này là cái đoạn khủng khiếp, là ảnh là người không phải làm bằng thịt cơ, cái phần trí não của nó làm bằng sắt, bằng thép. Trời ơi, ở cái tuổi 60 nha mà ảnh tập luyện để phục hồi lại, tại vì ảnh không có chịu bỏ, không có chịu để không đầu hàng. Ảnh đúng là sống cuộc đời ngoại hạng, ảnh không đầu hàng các bạn. Ảnh tập luyện tập tạ, tập những cái động tác mà được hướng dẫn, mà ảnh tập luyện mà mình ngồi mình nói chứ ở cái tuổi 45 mình nhìn mình phải nói mình xấu hổ, mình không làm nổi cái động tác mà một người ở tuổi 60 ngoài bị đột quỵ và tập luyện. Mình nói chứ trời ơi,
Mình nhìn là mình nghĩ lại chứ trời, em làm cái này không nổi anh đi nè. Và sau đó một thời gian rất ngắn, ảnh phục hồi lại được gần như hoàn toàn. Đây là một cái nỗ lực khủng khiếp mà ảnh chứng minh một lần nữa, chứ không phải là ảnh chỉ chứng minh cho cái cộng đồng ảnh tạo ra là mình có thể thiết kế cuộc đời của mình, mà là sau khi cái biến cố xảy ra, ảnh chứng minh một lần nữa là chúng ta vẫn có thể quyết định cái cuộc sống của chúng ta. Và các bạn biết trong suốt cái thời gian là chị theo sát anh, chăm sóc anh. Chưa đâu, cách đây độ khoảng chừng độ vài tháng thì sau khi ảnh phục hồi, chẳng biết là anh bị đột quỵ mới khoảng năm, tức là mới phục hồi lại thôi, thì anh có nói với chị và chị kể lại trên Facebook là anh có một cái ước mơ của anh. Và các bạn biết những cái người thành công á, họ luôn biết họ muốn cái gì, họ có cái ước mơ và họ muốn thực hiện cái ước mơ của họ. Đó là cái sự khác biệt của người thành công rồi. Họ biết họ muốn cái gì và họ làm cái điều đó, và họ làm vì họ hiểu được cái ý nghĩa trong việc họ làm. Họ có mục tiêu, họ sống cái cuộc sống, họ có cái mục tiêu, họ biết họ muốn cái gì. Thì anh nói anh muốn đi một cái chuyến xuyên Việt mà đi bộ. Sau khi mới đột quỵ vừa phục hồi lại, anh quyết định đi một cái chuyến xuyên Việt mà đi bộ. Các bạn biết người đột quỵ mới phục hồi, bị nặng mới phục hồi chưa được năm. Oh my God. Mình bây giờ mình ngồi mình nghĩ đi bộ 1.800 cây số mà sau đó báo Tuổi Trẻ có đăng lên á, các bạn coi báo Tuổi Trẻ nó có đăng, có cái giai đoạn đăng á, là anh quyết định anh đi bộ từ từ Hà Nội, mình không biết chính xác điểm nào, ok, đi xuống tới Sài Gòn, tức là đi 1.800 cây số. Bạn biết Việt Nam chúng ta nó dài khoảng 2.000 cây số đúng không? Anh đi xuyên Việt và đi bộ. Đương nhiên các bạn sẽ nói là đi bộ Tướng ơi chắc phải có đoạn đi, và có những cái đoạn bạn không đi được thì đương nhiên bạn phải dùng phương tiện. Nhưng mà đi bộ 1.800 cây số trong 60 ngày thì mình có thấy những cái hình ảnh đó, trong đó mình có thấy hình như là Minh Phan. Minh Phan thì mình cũng có may mắn quen biết cái bạn này, đây là một bạn trẻ, thì bạn là hội trưởng của cái hội những người leo núi Việt Nam á, thì bạn là hội trưởng. Minh Phan cũng có thấy cái vụ này, ghi cho anh vài chữ để anh biết em còn đó. Và cái nhóm đi theo thấy mình hình thấy chụp chỉ có chừng khoảng chừng mười mấy người thôi, và họ đi đêm, họ cắm trại, họ ngủ ngoài trời. Và những cái hình ảnh đó là họ đi á, các bạn đừng không đừng nghĩ là các bạn thấy họ đi ở những cái siêu thị hay là nằm nghỉ ngơi những cái khách sạn có đâu, họ cắm trại ngoài trời khi mà mưa nắng ban đêm, họ ngủ ngày đi đêm nghỉ, ngày đi đêm nghỉ, và hai anh chị đó hình bóng cứ đi với nhau như hình với bóng. Khi các bạn mà hiểu được tình yêu là cái gì, các bạn thấy cái này, những cái bạn trong bootcamp đã học được cái mình gọi là misattribution of attraction, thì các bạn hiểu được mình nói các bạn là khi hai người nam nữ mà vượt qua những cái tính, những cái việc mà những cái hành động hoạt động mình có tính phiêu lưu nguy hiểm, là bạn biết cái tình yêu họ như thế nào. Tại vì mình hiểu rất rõ cái tình yêu của hai người với nhau. Ok, tiếp tục nè. Những cái hình ảnh họ đi qua những cái đoạn suối, họ đi qua những cái dạng đồng ruộng sình lầy mưa rồi suối chảy và sình á, và hai người mặc hai cái áo mưa, chống mỗi người hai cây gậy đi qua những cái đoạn đường đó. Họ đi chung với nhau các bạn. Hai người, mỗi người hai cây gậy, hai cái áo mưa, trời đang mưa, cứ vậy họ đi. Giấc mơ của anh điên kinh khủng. Mình nhìn những cái hình đó mình rất cảm động. Mình cảm động ở đây á, là một cái tính nghị lực của một con người, cái giấc mơ của một con người, cái tình cảm giữa hai người hình với bóng với nhau. Anh chị đó có thể ở nhà có hồ bơi, cái nhà ảnh rất đẹp các bạn, cái nhà rất đẹp. Mình chưa có dịp ghé thăm, ảnh mời mấy lần mình cũng muốn ghé lắm, sẽ có ngày em ghé chỗ anh đi. Mà anh không có nằm ở nhà với cái sự thoải mái đó, ảnh cái giấc mơ của anh là đi bộ 1.800 cây số xuyên Việt để chứng minh với mọi người đó là cái này làm được ở cái tuổi ngoài 60, sau khi bị đột quỵ vừa mới phục hồi lại. Chị rất lo lắng khi anh cái giấc mơ đó, mà chị nói chứ trời ơi đi lúc nào cũng đi, đợi cái lúc mà tuổi già xế chiều rồi vừa mới đột quỵ vừa phục hồi lại đòi đi cái chuyến đi. Hình ảnh của hai anh chị đi với nhau như vậy, chụp hình cái đoàn người đi mà cái chân ảnh nhìn thấy sưng lên các bạn, có đoạn chụp hình mình thấy cái chuyến đi nó làm cái thể xác của ảnh nó có mệt mỏi gì thấy rõ, nhưng mà ảnh vẫn làm các bạn. Bởi vì mình nói ảnh làm, con người ảnh làm bằng thép đó, chứ không phải bằng xương bằng thịt. Không hiểu được cái sức mạnh nó đến từ đâu ra kinh khủng. Và anh cứ đi, và họ đi 60 ngày họ về tới nơi. Thì ngày hôm qua, ngày hôm kia đúng không, mình đăng một cái video mà trong đó hai anh chị đúc với nhau,
ảnh đút cơm cho chị đút mì cho ảnh. Nếu các bạn hiểu được cái câu chuyện của họ, các bạn sẽ thấy là nó không phải như các bạn nghĩ. Khi các bạn nhìn cái hình ảnh ảnh đút cơm cho chị, mình đoán trước được một số người sẽ nói như vậy, và thực sự có một số bạn nhìn thấy như vậy, bạn nói ờ nhìn nó giả giả làm sao á, mà người lành lặn như vậy mà tại sao phải đút cho nhau, đúng không? Mình đâu có ai bệnh tật gì đâu, đâu có ai, mọi người đang lành lặn tại sao phải đút cho nhau. Bây giờ mình cho các bạn một cái hình ảnh khác tương tự. Giả sử các bạn có một người bạn trai, hay là một cô bạn gái nào đó có một người bạn trai đi, nếu các bạn không có bạn trai, cái cô bạn gái đó khi đi vào xe hay là bước vào một cái siêu thị thì người bạn trai lại mở cái cửa cho cô bạn gái đó, đúng không? Nắm cái cửa xe mở ra cho người bạn gái nó đi vào, cũng cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà mình hỏi các bạn nha, bạn gái nó có bị bệnh không? Bạn gái ấy có thể tự mở được cái cánh cửa xe hay là mở cửa siêu thị không? Các bạn sẽ trả lời là wow, cô gái nó có thể hoàn toàn tự mở. Thế nhưng khi người bạn trai đó mở cửa cho cô gái thì bạn cảm nhận gì về hành động đó? Bạn thấy là ô, anh này anh ga lăng, anh thích cô gái, anh yêu cô gái, anh chăm sóc cô gái, đúng không? Nhưng mà cũng cái hành động đó, cũng cái nghĩa cử đó, nhưng mà mình bê nó vào trong cái việc ăn uống thì bạn nó thấy sao nó kỳ. Tại sao tay chân lành lặn đâu có ai bị bệnh đâu mà tại sao? Thật ra là anh đi từng bị bệnh rất là nặng. Ok, thập tử nhất sinh, các bạn có thể nói như vậy. Bạn bị stroke các bạn biết rồi đó. Ok, tuy nhiên ở đây cái mình muốn nói đây nè, cũng là hành động đó, y chang vậy thôi, nhưng mà mình bê vào cái động tác mở cửa xe thôi, thì các bạn thấy là ga lăng, là đẹp, là tốt, và bạn hãnh diện đó, các bạn có người bạn trai làm như vậy. Nhưng mà khi cũng là hành động đó, nhưng mà trong cái việc ăn uống thì chúng ta lại cảm giác là nó kỳ. Các bạn cảm giác, và các bạn đặt một cái câu hỏi có tính phán xét là tay chân lành lặn đâu có ai bị bệnh đâu, làm này có vẻ như là làm để chụp hình. Bạn biết tại sao ở cái nhóm hành động đó chúng ta lại thấy nó kỳ không? Mà ở cái nhóm cũng cái hành, cũng cái nghĩa cử đó thôi, nhưng bê qua cái hành động mở cửa xe chúng ta thấy nó đẹp. Tại sao các bạn biết không? Là tại vì một cái nhóm hành động các bạn thấy rất nhiều, một cái nhóm hành động các bạn hiếm khi nào thấy, thậm chí các bạn có thể chưa bao giờ làm hoặc được làm. Hồi trước có một lần mình đã livestream, mà mình cũng có 2 lần mình nói các bạn là mỗi khi mà mình thấy có những cái hành động cử chỉ như vậy. Có một lần ở trong cái lần mình đang buffet, hai cụ bà đó 70 mấy tuổi, ông gắp cho bà gắp cho ông đứng dậy, ông đi ra lấy đồ ăn, ông quay lại ông hung vợ ông, mặc dù đang ăn hú vậy mà ông hung vợ ông á, thì hung cái kiểu Mỹ các bạn, tức là hai cái môi chỉ chạm vào nhau nhẹ nhẹ thôi, ông ra ông lấy đồ ăn cho vợ. Mình ngạc nhiên, tức là mình, đối với mình không phải là lần đầu tiên mình thấy, nhưng mình vẫn nói là wow, ở cái tuổi này người ta có cái connection, cái tình cảm với nhau để mà họ làm cái động tác đó mà họ không mắc cỡ, và họ làm cái điều này là vì họ làm cho nhau chứ không phải họ làm để người khác coi. Who cares about người khác coi? Họ làm cái đó là cho người kia, cho cái cảm giác yêu của họ, và họ làm điều đó vì họ cảm thấy sung sướng khi làm. Và lý do tại sao chúng ta thấy là nó kỳ nè, là tại chúng ta hiếm khi nào thấy cái đó. Và chỉ có những người có cái connection mạnh như vậy đó, họ mới làm cho nhau được những cái điều đó ở chỗ đám đông. Lý do là tại sao? Là vì họ làm cho nhau chứ họ không có làm cho người khác. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là ừ, cái cặp này tại sao không vô khách sạn đi mà cứ làm trước mặt tôi, là cứ nhìn thấy nó kỳ. Đơn giản là vì chúng ta, ít người trong chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc ở một cái mức độ đó, để các bạn có thể hiểu được đó là hạnh phúc, đó là cái tình yêu, đó chính là cái ngưỡng, cái true love mà mình vẫn tả với các bạn, mà các bạn mong muốn có cái cảm giác đó. Nhưng mà vì các bạn chưa đạt được cảm giác đó, cho nên khi các bạn thấy đó, các bạn thấy nó sẽ chướng. Well, nó chướng là vì nó lạ thôi, chứ nó là cái các bạn đang đi tìm đó. Nó là cái các bạn đang đang đi học và đang đang mong muốn đạt được trong cái cuộc sống các bạn. Còn cái động tác mở cửa, các bạn thấy nó rất là dễ chịu. Và đương nhiên cái động tác gì nó càng bình thường thì nó lại càng là một cái động tác mà nó thể hiện cái tình cảm ở một cái mức độ bình thường thôi, nó chưa tới cái mức mà bạn thấy nó lạ, tại vì ít người đạt được. Bây giờ mình đưa ra một cái động tác nữa, nó có tính là bây giờ giả sử như cái động tác đút cơm cho nhau chỗ đám đông đi, là cái động tác mà nó thực sự là cao, người ta dám làm, người ta làm cho người khác, người ta làm cho bản thân người ta. Cái động tác mở cửa xe nó thấp hơn trước đúng không? Bây giờ mình đưa động tác cho các bạn một động tác thấp hơn nữa này, là cái động tác giả sử như là cái ông chồng ở nhà ổng lôi cái thùng rác ra ngoài. Cái nghĩa cử mà ổng lôi cái thùng rác ra ngoài đó đó, nó cũng là một cái động tác tương tự như hai động tác kia, cũng chăm sóc bạn đúng không, cũng làm những điều tốt cho bạn, nhưng mà bạn nhìn bạn chẳng thấy anh ta yêu bạn đúng không, bạn thấy cái này bình thường quá đúng không, chuyện lôi thùng rác là đương nhiên rồi, đàn ông trai thì ông phải làm chuyện đó. Các bạn chưa có được cái góc nhìn đúng vào những cái hành động, về những cái gọi là love language mà ông Gary Chapman ông có 5 cái love language ông dạy á,
Ông đi dạy với người ta có cái love language năm cái đó tôi một dạy ra cả một cái mấy chục năm trời cũng vậy. Các bạn chưa hiểu được cái love language. Bởi cho nên là ở trong cái việc mà mình cho các bạn thấy cái chuyện mà anh chị đút cơm cho nhau, họ làm không phải để quay phim, họ làm không phải để cho người khác, họ làm vì họ cảm giác sung sướng. Bạn có bao giờ được người khác đút cho mình ăn chưa? Bạn có bao giờ đút cho cái người mà bạn yêu á bao giờ chưa? Hay là bạn đợi người đó anh phải bệnh, anh coi như anh bệnh mà tay anh giống như anh liệt rồi đó tôi mới đút ăn cho anh? Cái đó không phải là tình yêu nữa bạn, cái đó không phải tình yêu nữa rồi. Tình yêu là bạn làm điều đó cho cái người kia để người kia được hạnh phúc và bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình nói thật các bạn là bà xã mình nhà mình vẫn còn thường làm cái này lắm, mình không có cần làm cho đám đông đâu, đám đông là bình thường. Mình vẫn làm ở nhà, mình nói các bạn lúc mình đi ngoài đường đi bộ 8 giờ đi với bà xã. Ở ngoài đường mình có những cái động tác mà người ngoài nhìn vô có hơi lạ lạ không? Mình làm cái đó mình không có quan tâm tới ai nhìn, mình làm như mình phê rồi, thú thật bà xã nó cũng phê. Hai vợ chồng đôi khi qua nhà bên gia đình vợ ăn ha, đôi khi cái bà xã múc cơm ăn mình nói thôi em múc tô hai chồng mình ăn chung. Đôi khi gia đình vợ nhìn vô nói hai đứa tụi bay cứ vậy. Tại vì cả gia đình luôn, mặc dù nó đã xảy ra nhiều lần họ đôi khi cũng nghĩ không hiểu được tụi nó sao nó kỳ. Thực ra nó là cái động tác rất là hạnh phúc các bạn. Bà múc cho mình, bà đút cho mình ăn, mà nhiều khi mình đút lại cho bà, mình gắp lại cho bà. Bởi vì khi anh đi lên anh làm cái động tác đó mình rất hiểu được, mình hiểu vô cùng luôn. Và ở cái góc độ một cái người có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực này, cái lĩnh vực tình cảm, mình muốn chia sẻ lại các bạn để cho các bạn thấy á, là cái đó chính là cái các bạn đi tìm đó, mà các bạn lại không chấp nhận được nó khi các bạn thấy đó. Lý do tại sao? Là vì nó quá lạ với bạn. Lý do tại sao nó lạ với bạn là vì bạn chưa đạt được tới cái mức đó, bạn chưa có được cái cảm nhận đó, cho nên bạn cái thấy cảm giác này lạ. Nhưng mà nó chính là cái thể hiện tình yêu rất cao các bạn. Khi bạn đút cho người bạn yêu ở ngoài đường bạn thấy mắc cỡ không? Nếu bạn mắc cỡ như vậy là bạn thật sự cũng chưa đạt tới cái mức tình yêu đó. Đó, qua cái câu chuyện của anh Điên khủng khiếp rồi. Con người phải nói anh Điên mình may mắn là một cái người bạn của anh là một cái người triệu phú, người Hoa Kỳ gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, rất tự hào là người bạn của anh các bạn, mình rất tự hào. Và qua cái hình ảnh nhỏ của một cái đoạn video clip vài chục giây thôi, mà cái đoạn đó, đó là mình biết á, là ảnh đang có một cái sự kiện anh tổ chức cho cả bao nhiêu người tham gia cái đội nhóm tập thể của ảnh tham gia, thì đó là những cái phong trào mà họ làm với nhau để họ tập cho nhau cái cảm giác biết chăm sóc nhau á. Cái đoạn các bạn coi đó là nó là một phần của một cái phong trào mà anh tạo ra đó, nhưng mà mình tin chắc đó là những cái việc họ làm bình thường hàng ngày nữa kìa. Nhưng mà mình muốn mượn cái đoạn đó cho các bạn thấy một cái điểm bật lên, cho các bạn giật mình, cho các bạn ngạc nhiên á, là ở cái tuổi 60 mấy người ta vẫn có thể chăm sóc nhau như vậy ngoài đường. Và cái chăm sóc đó không phải là gượng gạo giả bộ như các bạn nghĩ đâu, nó thực sự là cái tình cảm của họ cho nhau giống như mình thôi, và mình rất hiểu điều đó. Do đó mình muốn mượn cái hình ảnh đó, mình để cái video clip mình share lên á, à đem cho em mượn để thời gian như đó không chị Dung không, là mình muốn cho các bạn nhìn vào đó giật mình cũng được, ngạc nhiên cũng được, thậm chí phán xét cũng được. Ảnh không có chấp các bạn khi các bạn phán xét đâu. Cuộc đời của một người thành công bị nhiều người phán xét, nhưng mà mình hy vọng từ đó các bạn có một cái gì đó các bạn ngộ ra là à, nó lạ chưa chắc là nó xấu. Nó lạ có thể là vì mình chưa quen, nhưng mà mình muốn cho các bạn biết cái câu trả lời, cái điểm đến của nó đó, nó chính là các bạn đang đi tìm. Đó là cái mình muốn mượn cái video của ảnh, mình muốn share các bạn về cái tình yêu, mình chứng minh với các bạn tình yêu là có thật. Thật sự ra cái mình đang làm với các bạn là mình giúp các bạn fall in love cả cái người đàn ông và người phụ nữ. Và trong cái quá trình mà mình làm điều đó, nó sẽ có những người phụ nữ bị đau nhiều quá đi, họ mất niềm tin vào tình yêu, thì một cái động tác phục vụ trong cái mục đích đó nữa, mục đích tình cảm của các bạn, hạnh phúc của các bạn, là mình chứng minh cho các bạn thấy là tình yêu là có thật. Thì khi các bạn tin tình yêu là có thật thì cái sức mạnh của các bạn nó sẽ tăng lên, niềm tin của bạn mạnh lên. Các bạn biết một trong những cái để mà ảnh hưởng được người khác, tức là một cái người có thể influence người khác, ảnh hưởng tạo động lực giúp cho người khác sống được tốt hơn, là cho họ cái hy vọng. Give them the hope. Khi bạn cho được người khác cái hy vọng là bạn đã ảnh hưởng tới cuộc sống của những con người đó. Và đương nhiên cái hy vọng là một cái điều tốt đẹp, vào một cái điều tốt đẹp gì đó. Thì ở trong cái việc mình làm là mình đang cho các bạn, chứng minh cho các bạn thấy là tình yêu là có thật. Và cái video đó nó phục vụ vào cái mục đích đó. Thì đó là cái mình muốn chia sẻ với các bạn qua cái việc mà mình hứa với một số bạn là mình sẽ kể lại cái câu chuyện trong cái cuộc đời của anh Dean một cách ngắn gọn thôi.
mà cho các bạn thấy cái sức mạnh ý chí, và qua những cái khó khăn mà họ vượt qua trong cái thời gian gần đây một năm mấy nay ấy, với cái tai nạn anh bị stroke, cái việc anh vượt qua cái tai nạn đó rồi sau đó anh tiếp tục anh thực hiện những cái giấc mơ của anh, và anh chị gắn bó với nhau trong những cái việc đó như thế nào, để thấy cho bạn thấy là cái tình yêu, cái true love của mình tả với các bạn nó đến như thế nào, nó là cái gì, nó định hình ra mà các bạn nhìn về cái phần hình nó như thế nào. Tại vì cái phần hồn các bạn chưa cảm giác, chưa chưa cảm nhận được, thì mình cho các bạn thấy cái phần hình của nó, và các bạn sẽ giật mình khi thấy cái phần hình của nó. Đó là cái mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Mình muốn mượn cái đoạn của ảnh ra mình chia sẻ với các bạn như vậy.